Chương 147 Thiết quyền hoa lang Phần 1 Hai chân vương siêu đứng một trước một sau Chậm chậm chuyển động Bàn chân dính chặt trên mặt đất Xuất ra một quyền Dùng khửu đẩy tay Dùng vai đẩy khửu, Dùng thân đẩy vai Cả người động mà như không động Trên mặt hắn mở mở những làn hơi trắng toát ra từ lỗ chân lông Toàn thân nóng bừng như đang ở trong nồi nước đang sôi Nhưng trên da lại không hề có một giọt mồ hôi Động tác càng lúc càng chậm Đến lúc toàn thân hầu như không chuyển động Đứng im trong tư thế long xà kết hợp Trong thời điểm đó Vương siêu cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình cùng tụ lại Gân cốt, huyết mạch và nội tạng trở nên nhạy cảm lạ thường Mỗi hơi hít vào thở ra Các lỗ chân lông đều đồng thời đóng mở Nhắm mắt, tập trung tinh thần cảm nhận cơ thể Hắn cảm nhận được tiếng tích tích của từng dòng máu đang chảy trong huyết quản Như những dòng suối nhỏ cũng chính lúc đó, tất cả lục phủ ngũ tạng, tim, phổi, gan, ruột già, ruột non đều hiện lên rõ mồn một trong tâm linh. Vương siêu thử cử động bụng dưới, lập tức ruột già ruột non cùng chuyển vần, phát ra một tiếng động mạnh. Cuối cùng, hắn đã tiến đến cảnh giới cảm nhận được tim tạng, có thể khiến cho nhịp tim nhanh chậm tùy thích, khống chế được các cơ quan nội tạng. Cả người bỗng trở nên linh hoạt sảng khoái phi thường. Kinh lực đến mức nhập hóa, trong ngoài đều có thể khống chế. Trong lúc đó, Vương Siêu cảm thấy mình đã luyện đến công phu cao nhất của quyền pháp võ học, chính là danh giới trên cùng của luyện tập võ đạo. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, từ nay về sau không hút thuốc, không ăn uống thất thường, không sắc dục vô độ, thì nhẹ nhàng thanh thản sống đến một trăm mười mấy tuổi cũng không thành vấn đề. Từ xưa đến nay, biết bao đạo sĩ đã tìm cách kéo dài tuổi thọ, ngày ngày luyện khí rèn nội tạng, sáng tạo không ít phương pháp khác nhau. Có điều luyện được đến như hắn bây giờ cũng không có mấy người. Từ lúc bắt đầu đến nay, Vương Siêu mất thời gian hơn 5 năm. 5 năm tìm hiểu tập luyện thực hành không ngừng nghỉ. Luyện bên hồ với đường tự trần. Luyện dưới biển theo lời trình Sơn Minh. Luyện nén khí nuốt khí như đạo gia. Cuối cùng đã thành công làm cho nội tạng linh thông, lĩnh ngộ được bí mật nội thị. Có thể tùy ý khống chế tim tạng, tiến gần tới biên giới của sức mạnh. Lúc ở Singapore, khi học được phi mã đạp yến, hắn đã bước đầu luyện được ám kinh quán thông đến toàn thân, chỉ mặt và hạ âm là chưa thể đạt đến. Khi trở về luyện tập dưới đáy biển, công phu tăng tiến một bước dài nhưng cũng chưa thể đưa ám kinh tới mặt và hạ âm. Chính là bởi hòa hầu chưa viên mãn. Giống như người bị chắn bởi một tầng cửa giấy, có thể nhìn thấy mờ ảo trước mặt nhưng không nét nào rõ ràng rành mạch. Đến trận đấu với Vĩnh Hạc Vĩnh Báo tại Hồng Kông, dưới áp lực của hai đặc công Mỹ cầm súng, khí lực vương siêu mới bộc phát đến tận cùng, kết quả giết được một trong hai người. Trận đánh ấy chưa một lần cố gắng xé được một chút tấm màn giấy, nhưng vẫn chưa thể đánh thủng. Chỉ sau khi đấu với đoàn quốc siêu, tuy đánh chết đối phương, nhưng vương siêu rất bái phục võ công của gã. Công phu thiếu lâm bí truyền hàng trăm năm quả nhiên là có chỗ độc đáo. Chính những điều này đã làm vương siêu lĩnh ngộ ra rất nhiều. Vương siêu có một thói quen tốt, đó là sau mỗi trận đánh đều ghi nhớ rất rõ chiêu thức, thần thủ và đấu pháp của đối phương, lấy chính những điều đó để luyện tập, so sánh với cách đánh của mình, cuối cùng rút ra kinh nghiệm và ghi nhớ. Chính vì thế mà sau mỗi lần vào sinh ra tử, hắn đều tiến thêm một bậc. Những chiêu thức thiếu lâm như ưng chảo, xà hạc bát đả, long hổ tranh hùng đều có bí truyền độc đáo. Tuy vương siêu chuyên chủ dùng hình ý, nhưng khi luyện tập luôn điều phối kết hợp với cơ thể mình để có tác dụng tốt. Những người trong ý quyền quán hôm nay đều là cao thủ các môn phái lừng danh, võ công cao cường, hạm dưỡng cũng vào bậc nhất thiên hạ. Vậy mà Vương Siêu chỉ mất mười mấy phút đã đánh cho tất cả những kẻ định đối đầu đều ngục ngã. Trong số cao thủ ấy, ấn tượng nhất đối với hắn là Hùng ưng hợp hình của Tống An Nhiên, là phương thức kết hợp đắc ý nhất của hình ý quyền. Vốn Vương Siêu đã biết một số động tác của Hùng ưng hợp hình với kiến thức của một đại sư hình ý, chỉ cần nghe tên là có thể hình dung ra khái niệm cơ bản. Nhưng để hiểu rõ về quyền thuật, luyện pháp và đấu pháp thì phải có bí quyết và kinh nghiệm, không thể chỉ dựa vào suy luận cá nhân. Hôm nay, khi chứng kiến họ tống xuất chiêu, hắn đã cảm nhận được thế nào là ý cảnh hùng kinh điều thân. Ba năm luyện tập không thể đột phá, vậy mà chỉ cần một lần mục sở thị, phút chốc bỗng giác ngộ ra, thậm chí còn sâu sắc hơn cả người vừa thi triển cho mình xem. Điều quan trọng không phải là động tác, quan trọng là trong động tác phải có thần. Luyện công phu cả nghìn lần mà không đạt được thần thì cũng chỉ coi như vừa mới bắt đầu. Ba sát chiêu hiệu quả nhất của hình ý là long xà hợp kích, phi mã đạp yến và hùng ưng hợp hình, thì hai chiêu đầu là do người khác chỉ bảo, còn hùng ưng hợp hình là lĩnh hội trực tiếp từ chiến đấu. Những trận đối đầu của Vương Siêu hầu hết là những trận đánh quyết liệt, không phải ta chết thì ngươi vong nên thường rất khó nhập thần. Ngày hôm nay bỗng nhiên hắn lĩnh ngộ được chân ý, giống như nước chảy đến với dòng. Hùng kinh điều thân không phải một động tác mà là một ý cảnh. Vương siêu không chỉ lĩnh ngộ được hình hài chiêu thức mà đã thấu triệt được nguyên lý của nó, lấy được cái trầm tĩnh của gấu và sự nhanh nhẹn của ưng đưa vào trong quyền thuật. Hiểu được hình không bằng hiểu được ý. Người xưa khi luyện võ, quan sát tham khảo động tác các loài vật sáng tạo nên hình ý quyền, không phải chỉ mô phỏng động tác của con vật mà chủ yếu là lĩnh hội cái ý, cái thần bên trong của động tác. Khỉ linh động nhẹ nhàng, hổ oai phong hùng dũng hay gấu trầm mặc bình tĩnh. Một khi lĩnh hội được ý bên trong mới có thể phát huy đến cao độ cái hình bên ngoài. Cuối cùng ta đã tìm ra được nút thắt, tiến lên tầng trên cùng của quyền thuật. Vương siêu hít một hơi dài rồi nhẹ nhẹ thở ra. Hiện nay, hắn hơn 20 tuổi, quá tuổi 35 sẽ không thể nhập thần nghĩa là càng về sau sẽ càng khó khăn. Tuổi càng lớn, nội tạng càng sơ cứng, không giống như tiểu thuyết kiếm hiệp nói, công phu càng luyện thì càng thâm hậu. Cả mặt trời mặt trăng cũng từ sáng chuyển thành tối, nói gì đến con người. Tuổi càng lớn, việc luyện công sẽ ngày càng khó khăn. Khi tuổi đã cao, chỉ cần giữ công lực không giảm sút đã là khó, nói gì đến việc tiến bộ. Từ 15 đến 20 là độ tuổi hoàng kim để luyện công. Hầu như tất cả các cao thủ đều đã hoàn thành luyện tập trong độ tuổi này. Thời gian về sau phần lớn chỉ là quá trình tích lũy kinh nghiệm thực chiến để nổi danh mà thôi. Hiện tại, Vương Siêu cảm thấy da trên mặt hắn đã hết sức nhạy cảm, chẳng khác gì tai và mắt. Sự tinh thông này có thể ví như người bị cận thị được đeo kính, người già lãng tai được đeo thêm máy nghe. Ở Hồng Kông, ta một mình đấu với hai đặc công, bây giờ bốn năm đặc công cũng không thành vấn đề, có điều với Trình Sơn Minh thì vẫn chưa nắm chắc được gì cả. Việc đầu tiên trong đầu hắn nghĩ đến là làm sao đối phó được với súng đạn. Sau khi tiến nhập hóa kình, thần thủ vương siêu hiện nay đối đầu với bất kỳ cao nhân nào cũng có thể đảm bảo không bị thương, nhưng súng đạn thì lại là chuyện khác hẳn. Các cao thủ hôm nay tuy công lực cao nhưng so với đoàn quốc siêu vẫn có chút thua kém nên việc vương siêu đánh cục bọn họ thực ra không phải là chuyện bất ngờ. Đấu với họ không cần đến bát đả mà chỉ cần tam đả tứ đả hắn cũng hoàn toàn ăn chắc. Có điều chân tay là chân tay, súng đạn là súng đạn, nếu dùng súng thì chỉ cần 200 số đó là có thể hạ được hắn. Một cao thủ võ lâm biết dùng súng, đó mới là đáng sợ nhất. Ngày hôm đó, đoàn quốc siêu nếu dùng súng thì vương siêu đã bỏ mạng. Còn quân đồn trú ở Hồng Kông, dù võ công thấp kém nhưng cứ tập trung xả đạn thì 10 đoàn quốc siêu cũng chết chắc. Hít một hơi, vương siêu cảm nhận được các bộ phận trên cơ thể mình như nội tạng, huyết quản, gần cốt, cơ bắp, xương cốt, da rẻ, lỗ chân lông, không kể là nội tạng hay ngoại vi, hắn đều cảm nhận rất rõ, tường tận quen thuộc đến từng sợi cơ mạch máu. Điện thoại trên đầu giường đổ chuông. Vương Siêu dừng tay, nhấc ống nghe. Giỏi lắm chàng trai, lần này cháu đã gây tiếng vang lớn. Nghe nói hôm kia cháu một hơi đánh bại cả một đội sĩ quan huấn luyện trung ương. Mã hóa tuấn thì gãy tay, y mãn xuyên thì ngất xỉu. Một trọi tám, đúng là siêu cao thủ. Chú vốn đánh giá cháu rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến như vậy. Tao thúc thúc, tin tức của chú Linh Thông thật, không phải hôm kia, là buổi sáng nay thôi. Vương Siêu nhận ra giọng tào nghị, không khỏi có chút kinh ngạc. Tâm can máy động, hắn nhìn lên màn hình điện thoại, thấy đúng là đã qua hai ngày. Lẽ nào mình đã đứng liền hai ngày? Vương Siêu giật mình, vừa cầm điện thoại vừa đi lại mở cửa sổ. Từ bên ngoài, ánh sáng chan hòa dọi vào phòng, Hóa ra để nội thị được các cơ quan nội tạng, hắn đã đứng liền hai buổi tối, một buổi sáng, hơn 40 tiếng đồng hồ nhanh như thoi đưa. Nói cho cháu biết, lần này cháu đã gây tiếng vang, nhưng cũng làm mất lòng nhiều người đấy. Về sau nên cẩn thận, đừng có gây ra sai lầm nào nữa. Giọng tào nghị vang bên tai Vương Siêu. Vương Siêu cũng sớm lường được chuyện này. Những người thua hắn tuy không có quyền lực lớn, nhưng lại quan hệ thân thiết với các tướng quân, bộ trưởng cháu cũng không còn cách nào khác chính họ muốn gây rắc rối việc đến chân không thể lùi được vương siêu cười khổ sở thì bởi vậy hôm nay chú gọi cho cháu là có cả việc công lẫn việc từ nói việc công trước nhé giọng tào nghị dường như có chút phấn khích gián điệp mỹ đó đã khai nhiều tin tình báo quan trọng căn cứ vào lời khai của ả chúng ta bắt đầu tiếp cận được mạng lưới của họ rồi là nữ gián điệp lisa vương siêu hỏi lại không sai việc này là cháu lập công đầu giọng Tào Nghị chợt cao lên. Cấp trên đã có kế hoạch cho cháu, đừng rời Bắc Kinh vội, hãy cầm tài liệu cá nhân đến trường Đảng Trung ương học 2 tháng. Chú có thể tiết lộ, sau khi học xong, cháu sẽ được phong thiếu tướng, cấp còn cao hơn chú đấy. Trong thời gian học, cấp trên sẽ sắp xếp việc phong quân hàm. Vậy à? Vương Siêu không chút tỏ ra ngạc nhiên. Đó là việc công, thế còn việc riêng? Ờ, việc riêng là... chính là tinh tinh. Nó đang học đại học tại Bắc Kinh, sắp tốt nghiệp. Tinh tinh luyện đài quyền đạo Taekwondo, có khả năng được tham gia thế vận hội. Cháu dành chút thời gian chỉ bảo nó thêm nhé. Bạn cũ phổ thông mà. Chương 148 Thiết quyền hoa lang, phần 2 Tinh tinh Tào Nghị vừa nói, Vương Siêu nhớ ngay ra cô bạn lớp trưởng phổ thông. Thời gian trung học, Vốn sẵn tính cách hướng nội, lại thêm điều kiện gia đình không được tốt, Vương Siêu lúc nào cũng trầm mặc, hầu như không có bạn thân. Sau khi thi trượt đại học, hắn liền quần quật đi làm thêm, không hề liên lạc với các đồng học cũ. Thậm chí tên của họ, Vương Siêu hầu như đã quên hẳn, chỉ nhớ có cô bạn lớp trưởng Tào Tinh Tinh. Lời đề nghị của Tào Nghị khiến cho Vương Siêu trong lòng dấy lên chút bâng khuâng. Tốt nghiệp phổ thông đã mấy năm, trong mấy năm đó hắn đã trải qua không biết bao sóng gió cuộc đời từ một thằng nhóc ngu ngơ ất ơ giờ đã là một đại quyền sư hạ thủ bao nhiêu người mấy năm đó đã lấy đi quãng đời thanh xuân của hắn nhìn bề ngoài bây giờ vương siêu hầu như không có gì nổi trội so với các gã trai cùng tuổi chỉ là trông hắn khôn lớn hơn rất nhiều gã thanh niên mang sự trưởng thành của người già này không phải là kiểu người sinh ra đã già mà trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống mới thấm được điều đó có lần trương đồng hỏi ta có học đại học không ta trả lời không Cô ta liền nói thời thanh xuân trôi qua rất mau, chỉ rong chơi không thì rất lãng phí. Có điều sau tuổi thanh xuân cứ cho là có tiền, có thời gian cũng không còn sự sôi nổi của tuổi trẻ nữa. Những gì đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Lúc đó còn cho rằng mấy lời trương đồng chỉ là chuyện tầm phào. Bây giờ mới thấy có lẽ ta đã lãng phí mất tuổi trẻ. Tất cả nhiệt huyết, xanh tươi của thời thanh xuân sẽ không bao giờ đến với Vương Siêu nữa. Tinh tinh học đài quyền đạo à? Vương Siêu nhớ ra cô bạn phổ thông, nói với Tào Nghị. Đài quyền đạo thì có gì là hay? Sao chú không bảo bạn ấy đến lao sơn học nghệ? Cháu đảm bảo chỉ sau 2 năm, Tinh Tinh sẽ vượt qua mặt chú đấy. Được đấy. Tào Nghị phá lên cười. Quyền của cháu động thủ là có thể lấy mạng người. Nhưng như vậy thì sao chứ? Đài quyền đạo là một trong những môn thi đấu thế vận hội, có tương lai hơn nhiều so với quyền thuật giết người của cháu. Ừ, cũng có lý. Vương Siêu gật đầu nếu tinh tinh thực sự luyện tập tốt thi đấu thế vận hội có thể giành huy chương cũng nên nó đã lên đai đen rồi cháu đừng có xem thường nó giọng điệu tào nghị không giấu nổi đắc ý vậy thì tốt giờ cháu mang tài liệu đến trường đảng có thời gian sẽ đến thăm tinh tinh ngay chú nhắn cho cháu số điện thoại của bạn ấy nhé hãy nhớ chú đặc biệt tin tưởng vào khả năng của cháu đấy cao thủ số một quân giải phóng mà hướng dẫn tinh tinh cũng không phải là việc gì quá khó chứ tào nghị cười hà hả cúp máy. Còn lại một mình, Vương Siêu không khỏi suy nghĩ. "Trường Đảng Trung ương, Thiếu tướng, Thiếu tướng quân giới, đó là quân hàm cao nhất của ngoại vi rồi, chỉ đến mức này là dừng." Vương Siêu có chút kiến thức về quân giới, đó là các cá nhân không trong biên chế quân ngũ, sau khi lập công lao rất lớn mới được phong cấp. Về cơ bản, quân giới cao nhất là thiếu tướng. Như Dương Lợi Vĩ, sau khi bay vào vũ trụ khi trở về được phong chức thiếu tướng, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Muốn lên trung tướng hay thượng tướng, phải là những nhân vật cao cấp có quyền lực thực sự. Trường đảng Trung ương hầu như toàn là những cán bộ trung cao cấp trước khi thăng chức và học bồi dưỡng. Đây không phải nơi học tập bình thường, muốn thi vào cũng không được thi. Học ở đây toàn là các quan chức lãnh đạo, những người có tiền đồ rộng mở. Hơn nữa, học trong trường còn là dịp làm quen với những người đương quyền, lập quan hệ có lợi cho con đường tiến thân việc Tào Tinh Tinh học ở Đại học Bắc Kinh không thể so sánh với việc Vương Siêu học ở trường đảng Trung ương. Lý do là như vậy. Chà! Được thằng thiếu tướng, cấp bậc người bình thường nằm mơ cũng khó thấy. Trong lòng Vương Siêu cũng cảm thấy có chút đắc ý. Con đường này không phải là hắn tự lựa chọn mà là bị cuốn vào. Mỗi một cấp bậc tăng lên là mỗi lần thêm căng thẳng và thử thách. Có điều giờ đây Vương Siêu cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên định đi hết con đường đó mà thôi nghỉ ngơi đôi chút, Vương Siêu dần bình tĩnh lại, tắm gội qua loa, thay quần áo, thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi bắt xe đến trường đảng Trung ương ở Lục Lý Kiều. Trường đảng nằm tại một nơi rất bình thường, không khí cũng không trẻ trung náo nhiệt như ở các trường đại học khác. Đi lại bên trong hầu như toàn là các vị quan chức, nhân vật tai to mặt lớn. Vương Siêu hoàn toàn không gặp rắc rối, hỏi vài người tìm đến phòng quản lý, đưa tài liệu báo mình đến nhận công tác. Lập tức hắn được làm ngay thủ tục, nhận thẻ học viên rồi được sắp xếp vào ký túc của trường. Ký túc cũng không giống các trường khác, điều kiện ăn ở rất tốt. Hàng ngày có người chuyên môn đi dọn dẹp. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Vương Siêu hỏi kỹ về nơi học, chương trình và thời gian học, lấy thời khóa biểu, thẻ thư viện, sau đó ra khỏi trường. Đây là lần thứ hai Vương Siêu đến Bắc Kinh. Lần trước là cùng Chu Sai đến thăm ông Lý, vội vội vàng vàng rồi đi ngay. Lần thứ hai này, sau mấy biến cố kinh người, Hắn lại được ở lại học những hai tháng, tự nhiên muốn đi thăm thú thủ đô. Chu Giai có đang ở Bắc Kinh không nhỉ Làm việc ở chương trình quốc tế chắc rất hay phải ra nước ngoài. Thôi được, thời gian còn những hai tháng, đến xem tàu tinh tinh trước. Nhớ lại những ngày ở trường phổ thông, trong lòng Vương Siêu lại bất giác xúc động. Hắn lấy điện thoại, vừa định bấm số Tào Nghị cho, lại bất giác dừng tay. Hay là cứ đến đó trước, muốn học đại học cũng phải biết trường đại học thế nào chứ nói là làm vương siêu đến ngay trường đại học bắc kinh chỉ thấy tường cột sơn đỏ phảng phất phong cách cổ điển sinh viên ra vào không ngớt dưới ánh nắng mặt trời càng toát lên phong vị của tuổi trẻ không khí nơi đây và không khí ở trường đảng trung ương là khác nhau hoàn toàn qua cầm trường vương siêu liền bị bảo vệ chặn lại có điều sau khi chia thẻ học viên trường đảng trung ương hắn lập tức được kính cẩn cho đi ngay thành hoa bắc đại là hai trường đại học nổi tiếng ở trung quốc Vừa bước vào sân trường là Vương Siêu cảm thấy ngay không khí học tập và tri thức nơi đây. Hắn chậm rãi cất bước, thích thú cảm nhận không khí đặc biệt của trường đại học. Cả người chỉ muốn bay bổng lên. Vương Siêu chưa từng đỗ đại học. Ấn tượng trước kia của hắn về đại học chỉ là từ mấy cuốn truyện từ thời thiếu niên. Có điều hôm nay hắn đã hạ một quyết tâm. Đài quyền đạo là môn thi thế vận hội. Thậm chí trường phổ thông cũng có dạy. Không biết đại học Bắc Kinh thì thế nào? Vương Siêu đứng trước nhà tập thái quyền đạo của trường, không khỏi có chút cảm giác tò mò. Không như nhiều đại sư các môn võ truyền thống kỳ thị đại quyền đạo, cho rằng chỉ là mấy trò múa may biểu diễn. Quan niệm của Vương Siêu đối với đại quyền đạo tích cực hơn nhiều. Điều đó một phần bắt nguồn từ thời gian tập võ tại Thiên Tinh Hồ. Những thứ không thể tạo ra cơm ăn, trước sau cũng chỉ là hư vô. Cơm ăn áo mặc là chuyện hàng đầu của con người. Một môn võ dù cao siêu đến thế nào phải hợp với thời đại mới có thể lưu truyền, duy trì từ đời này sang đời khác. Bất kỳ sự kế tục nào cũng phải chịu tác động của thời đại. Những tiếng hô hay hay đầm loạt vang vọng đến. Phòng tập lớn, kẻ thành nhiều ô, khá đông nam nữ sinh viên mặc võ phục trắng đang đứng thành từng nhóm. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, mặc bộ đồ trắng này trông đều rất có phong độ. Lẫn trong số đó là mấy người nam nữ thắt đai đen, đang chỉ đạo từng nhóm luyện tập. Động tác này không được, đá thấp quá, phải đá cao lên phía túi áo ngực ấy. Cậu này, động tác cơ bản phải luyện thêm nhiều vào. Để tôi thị phạm cho cậu nhìn nhé, đặt tấm gỗ lên trên đầu đi. Âm thanh vọng đến tai Vương Siêu, một cô gái đang hướng dẫn một nam sinh viên cách đá cao. Cô gái làm mẫu một lần, cất bước, xoay người, đột nhiên nhảy lên, toàn thân quay 360 độ, vùng chân đá ra. Ba miếng gỗ ghép trên đầu nam sinh viên vỡ tan. Cô gái nhẹ nhàng tiếp đất. Toàn bộ động tác thực hiện rất đẹp, vừa dứt khoát vừa thanh thoát. Tào Tinh Tinh khi nào mới được như thế này? Vương Siêu liếc qua, nhận thấy cô gái với Tào Tinh Tinh trong trí nhớ có đôi chút giống nhau. Nhìn kỹ một lần nữa, cuối cùng hắn khẳng định cô ta chính là Tào Tinh Tinh, lớp trường trung học của mình ngày trước. Tuy rằng con gái lớn lên thường thay đổi nhiều, nhưng vẫn là mái tóc, cặp mắt ấy. Tinh Tinh là cao thủ đại quyền đạo siêu đẳng, các động tác đá đấm đã thuần thục đến nỗi không thể thuần thục được hơn. Vừa rồi chính là phong loa cước, một động tác có độ khó khá cao, giống với aerobic. Đá xoay trên không cần phải tập trung lực ở lưng, cũng cần có lực lớn ở chân. Nếu không cứ miễn cưỡng thực hiện thì người sẽ vạn xiết, bị thương là khó tránh khỏi. Chị Tinh giỏi quá! Đúng đúng, chị Tinh giỏi thật đấy! Cú đá của Tào Tinh Tinh đích thực đẹp không gì sánh bằng, lập tức chinh phục rất nhiều ánh mắt khâm phục của các nam nữ sinh viên. Hầu hết mọi người trong phòng tập đều lộ vẻ ngưỡng mộ Đương nhiên không có vương siêu Khá lắm tinh tinh Động tác của em đã đạt trình độ tam đẳng Nên đi thi lên đai Một người trẻ tuổi trong số huấn luyện viên đi đến Vỗ nhẹ vai Tào tinh 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 Bạn vốn là hoa khôi khoa chúng ta Biểu diễn cú đá như vậy không biết còn có bao nhiêu người theo đuổi nữa đây Xem ra phòng tập chúng ta sắp bội thực hoa hồng rồi Một cô gái có vẻ như bạn học của Tào Tinh Tinh bước tới, cất giọng đùa cợt. Thôi được rồi, chúng mình đi ăn trưa đi. Tào Tinh Tinh cười, đánh nhẹ vào tay cô bạn. Thực ra động tác của mình vẫn có gì đấy chưa chuẩn, mấy hôm nay lưng với chân cứ đau đau ấy. Tào Tinh Tinh. Vương Siêu lúc ấy mới gọi một tiếng, cất bước đi đến. Tào Tinh Tinh quay lại nhìn, Nhớn mày như cố nhận ra người đối diện. được một lúc, đột nhiên mắt cô sáng rực lên. Anh là. Ơ, cậu là Vương Siêu đúng không? Sao cậu lại ở đây? chẳng phải đang làm kinh doanh à? Bây giờ tôi vẫn làm kinh doanh, cũng đang học ở Bắc Kinh, vừa nhận được điện thoại của cha cậu, tiện thể đến xem bạn học cũ ra sao. Uầy, cậu đang học Bắc Kinh hả? Tào Tinh Tinh thoạt tiên không có suy nghĩ gì, nhưng nghe Vương Siêu nói về việc học thì lại lấy làm kinh ngạc. Thành tích học tập ở trường của Vương Siêu khá tệ, điều này cô biết rõ. Tinh Tinh, người này là bạn học của cậu à? Nữ sinh viên bên cạnh Tào Tinh Tinh hỏi. Ừ, đây là bạn thời trung học của tớ, Tào Tinh Tinh trả lời, nhân tiện hỏi luôn. Đúng rồi Vương Siêu, cậu học ở trường nào đấy? Trường Đảng Trung ương. Hai cô sinh viên cùng giật mình, mấy huấn luyện viên nghe được bốn từ cũng đưa mắt nhìn sang. Chương 149: Thiết quyền Hoa Lang, phần 3. Sinh viên Đại học Bắc Kinh trong lòng luôn có niềm tự hào tiềm ẩn. Ngay khi bước vào cổng trường, nhìn cử chỉ dáng vẻ của họ là Vương Siêu đã cảm nhận được điều này, kể cả Tào Tinh Tinh, người bạn học cũ lúc nói chuyện, ngữ khí cũng luôn luôn có một chút kênh kiệu ta đây, hoàn toàn là thói quen hàng ngày tạo thành. Nhưng sau khi Vương Siêu nói ra tên trường mình đang học, vẻ kiêu căng của Tào Tinh Tinh và cô bạn kia lập tức giảm đi chút ít. Cũng chẳng còn cách nào khác. Trường Đảng Trung ương cũng như trường quân sự Hoàng Phố thời dân quốc, thực chất là nơi bồi dưỡng thăng quan tiến chức hoặc là thăng tiến cao nữa cho những người đã có chức có quyền. Một sinh viên đại học, dù là đại học Bắc Kinh nổi tiếng, so với trường đảng trung ương cũng chỉ tương đương với gà đất chó ngói mà thôi. <laughs> Chúc mừng cậu nhé. Chúc cậu vừa phát tài vừa thăng quan nhé. Gương mặt xinh xắn của Tào Tinh Tinh thoáng chút ngượng ngập. Vương Siêu chỉ mỉm cười. Cô bạn lớp trưởng cũ Tào Tinh Tinh có tính cách khá mạnh mẽ, cũng hết sức kiêu hãnh. Thành tích học tập ngày xưa của hai người đúng là một trời một vực. Bây giờ sự nghiệp của hắn lại có phần nhỉnh hơn, người ta có chút ngỡ ngàng cũng là chuyện thường tình. Tớ nghe ba kể là cậu kinh doanh rất tốt, năm trước lại vào quân đội, làm lính mấy năm, không ngờ đã thành đạt thế này rồi. Tào Tinh Tinh hất đuôi tóc ra sau lưng, mùi thơm từ người tỏa ra dịu dịu khiến Vương Siêu không khỏi có chút ngỡ ngàng. Này cậu, tôi biết cậu từng học võ, có lần đấu cả với ba tôi, không biết võ công cậu thế nào. Tôi bây giờ cũng là nhị đảng huyền đai đại quyền đạo, có muốn thử tỉ thí một chút xem Tào Tinh Tinh này thế nào không? Tào Tinh Tinh nhanh chóng chuyển đề tài, nhớn mày nhìn Vương Siêu vẻ háo hức được thôi. Vương Siêu cười bình thản, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh. Hóa ra khá nhiều sinh viên đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Vương Siêu rất thích không khí này, luôn tươi vui và tràn ngập sức trẻ, khá hẳn với vẻ đằng đằng hay những toan tính ngột ngạt mấy năm qua. Từ ngập sâu trong giang hồ khốc liệt, khi quay lại trường học, hắn bỗng thấy nhẹ tênh, một cảm giác khoan khoái như đi dạo giữa ánh trăng êm dịu. Sẵn sàng rồi chứ, anh bạn. Tào Tinh tình khẽ gằn giọng, lộ rõ vẻ hiếu thắng, với dứt lời, cô liền dùng cả hai tay ra đòn, động tác khá uyển chuyển đẹp mắt. Chị Tào và hắn ta đấu võ rồi. Không biết hắn ta sẽ bị chị ấy đánh cho tơi tả thế nào nhở? Đúng đấy, chị Tào đai đen cơ mà. Rõ ràng trong trường, Tào Tinh Tinh rất nổi tiếng. Vừa ra tay là bao nhiêu ánh mắt mến mộ đã dõi theo. Tin tức nhanh chóng lan ra cả ngoài nhà thi đấu. Nam huấn luyện viên kia, sau khi nghe Tào Tinh Tinh nói Vương Siêu đã từng luyện võ liền chớp nhanh mắt, liếc nhìn toàn thân hắn đặc biệt chú ý đến mấy chỗ bàn tay, cánh tay và bả vai. Nhưng mấy chỗ này của Vương Siêu ra đều trơn nhãn bóng láng, khiến cho vị huấn luyện viên trong lòng không khỏi hoài nghi. Tà Tinh Tinh thét to một tiếng, nhanh như chớp, khẽ xoay gối, chân phải tạo thế như một chiếc roi đá mạnh vào vai Vương Siêu rồi tấn công liên tiếp vào trước ngực hắn. Được, lực đòn cước này không tồi. Vương Siêu khẽ gật đầu, chân vẫn đứng yên, tay trái dơ lên theo một chiêu thức rất phổ thông, Ngọc nữ xuyên thoa nhẹ nhàng cuốn lên đòn cước của Tào Tinh Tinh, tóm chặt bàn chân cô giữ đứng yên tại chỗ. Giống hệt một màn biểu diễn thái cực quyền trong phim, đòn cước của Tào Tinh Tinh vốn thừa sức công phá vài tấm gỗ, nhưng đụng phải tình thế đó lập tức bối rối, người mất thăng bằng, lộn một vòng không thể giữ trụ vững nữa. Tú Lăng Bạt Thiên Cân. Những người xung quanh chỉ thấy Vương Siêu ra đòn nhẹ tanh, khẽ vặn một cái là Tào Tinh Tinh xoay vòng. Xem ra thái cực quyền pháp nghìn cân Đã luyện nhập đến tâm can Nhưng ở đây cũng có vài người biết phản đòn đấy Tài vương siêu khẽ động Nghe dạo huấn luyện viên kia vừa lầm bẩm Tào tinh tinh bị vặn quay vòng Tức khí xoay người lấy đà trên không đá tiếp Hai chân cô tạo thành đao cắt kéo Bổ thẳng vào cổ vương siêu Vương siêu lại khẽ giơ tay chặn lực chân đối phương Quật mạnh xuống đất Tào tinh tinh lan mấy vòng Mặt đỏ gay, thở hồn hển Ánh mắt thất thần đủ rồi tinh tinh không đánh như vậy được tập luyện có thể đá cao chân khi giao đấu lại tuyệt đối không được huấn luyện viên chào mày liếc nhìn vương siêu thấy tào tinh tinh còn muốn đánh nữa anh ta ngăn cô lại rồi bước lên phía trước vòng tay anh bạn có thể thi đấu với tôi một chút chứ anh là vương siêu hứng khởi nhìn vị nam huấn luyện viên từ lời giáo huấn tào tinh tinh hắn nhận ra ngay người này quả là dân trong nghề vốn là xoay người đá cao chân trong đài quyền đạo chỉ là để rèn luyện cơ bắp và tính linh hoạt còn khi xung trận thì các võ sư không ai lại đi ra đòn như vậy. Có điều hiện nay, đến 99% người luyện đài quyền đạo đều đem những thế võ tập ra thi đấu. Người bình thường thì còn được, nhưng nếu gặp phải cao thủ, do trọng tâm khi đá không ổn định, tất sẽ bị phản đòn ngay, thậm chí bỏ mạng cũng không biết vì sao. Huấn luyện viên kia nói ra được nguyên lý, rõ ràng là người rất am hiểu về thực chiến, không thể xem thường như mấy sinh viên đang đứng xem được. Lý Đông Văn, nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, từng sang Hàn Quốc học trường bạch cử đoạn môn xin thịnh giáo Lý Đông Văn thấy đệ tử ruột bị đánh lộn mấy vòng nên không phục tiến lại khiêu chiến thì ra là môn đệ của Thiết Quyền Hoa Lang thôi Trường Bạch Vương Siêu khẽ cười gật đầu thôi Trường Bạch coi trọng thực chiến xem thường những chiêu thức bay bướm chạm giới võ thuật rất nổi tiếng anh là đồ đệ của ông ấy chẳng nhẽ không biết thực chiến là thế nào vậy đi tôi sẽ chỉ dùng một tay hai chân đứng yên một chỗ nếu anh có thể khiến tôi động chân thì tôi coi như anh thắng ngươi ánh mắt lý đông văn không kìm nổi phát ra luồng nộ khí gã không ngờ vừa nhắc đến thôi trường bạch thì vương siêu đã biết đã biết mà lại còn tỏ ra coi thường như vậy thôi trường bạch chính là võ sư đài quyền đạo nổi tiếng nhất hàn quốc danh vọng ngang với hoàng thất đại sư nhật bản y hạ nguyên không giống đài quyền đạo thông thường họ thôi luôn coi trọng thực chiến chủ trương xây dựng đài quyền đạo đúng như tinh thần nguyên thủy hơn nữa đại ca thủ này không hề câu nệ hình thức học được cách luyện khí công của ấn độ liên kết hợp ngay khí công và đài quyền đạo đồng thời thu nạp các công phu như kiếm đạo nhu thuật quyền công thái quyền tạo nên võ công cho riêng bản thân lúc còn trẻ ông ta đã thi đấu đủ tại mỹ nhật đức anh chưa từng thất bại giống như vương siêu không ít kẻ đã bỏ mạng dưới tay danh tiếng vì thế càng lừng lẫy đài quyền đạo trước kia còn có tên là hoa lang đạo là môn võ thịnh hành trong quân đội triều tiên Thôi Trường Bạch sau khi nổi tiếng được mệnh danh là Thiết Quyền Hoa Lang, chính vì sở trường thực chiến của mình, có thể nói ông ta là nhân vật tái sáng lập phe thực chiến trong đài quyền đạo. Mặc dù vậy, hiện giờ Thôi Trường Bạch mới chỉ là huyền đai đệ bát đẳng, trong khi trình độ đã thừa sức cửu đẳng từ lâu. Nguyên nhân là do một quy định truyền thống trong đài quyền đạo, được phong cửu đẳng nhất thiết phải trên 60 tuổi, còn Thôi Trường Bạch mới chỉ trên 40. Vương Siêu mở võ đường tại Sơn Đông, Sơn Đông lại gần Hàn Quốc và Nhật Bản, võ quán của hắn vì vậy đã sớm được các nhân vật trong giới võ thuật Hàn Nhật điều tra mà Vương Siêu cũng không ngán sợ gì mấy người đó Thôi Trường Bạch từ lâu đã là mục tiêu khiêu chiến của hắn nhưng vì sợ này sinh rắc rối nên mãi vẫn chưa sắp được kế hoạch cụ thể Rốt cuộc thì tên tuổi Thôi Trường Bạch quá lớn Vương Siêu chỉ là có tiếng trong giới võ thuật Đông Nam Á còn Thiết Quyền Hoa Lang đã danh lừng khắp thế giới tự nhiên thách đấu rất có thể người ta không chấp nhận Có thể đây không phải là võ lâm của xã hội cũ Muốn đứng vào hàng thật cao của võ tông Không dễ gì bằng ra võ đài tranh sống chết một trận là xong Ngày Lý Đông Văn từng học qua võ công của Thôi Trường Bạch Vương Siêu bỗng này ý muốn dạy cho người này một bài học Mấy cầu bâng quơ vừa rồi chỉ là cố ý chọc tức đối thủ Và hắn đã thành công Ánh mắt Lý Đông Văn giờ đây đang dường như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Siêu Được Lý Đông Văn gần giọng thốt lên Hít một hơi dài Nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh Thật không hổ là đệ tử danh gia. Hai bàn tay gã nắm chặt, gót nhón cao trong tư thế rình rập. Đột nhiên phóng chân lao ra, một trường dữ dội nhằm chính diện Vương Siêu bổ tới. Vương Siêu vẫn y hệt lần trước, chỉ dùng ngọc nữ xuyên thoa nhẹ nhàng chụp lấy quyền thủ đối phương. Một trường đó Lý Đông Văn dùng gần như toàn lực, ý đồ nhanh chóng nghiền nát địch thủ. Có điều chiêu chưa đến mặt tay đã bị Vương Siêu khắc chế, lập tức loạn trạng không khác gì tào tinh tinh lúc nãy. Lý Đông Văn mất trọng tâm, thần trí tức thời hoảng sợ, nhưng gã vẫn còn có hậu chiều, đột nhiên xoay người ra đòn thấp nhằm vào đầu gối của Vương Siêu. Có điều đòn chưa tới thì Vương Siêu đã cong chân né nghiêng, rầm một tiếng, Lý Đồng Văn ngã lăn ra sàn đấu. Tất cả chúng nhân đứng xem rối rít chạy tản ra. Vương Siêu tiến lên phía trước khẽ lắc đầu. Xem ra anh bạn vẫn còn non lắm. Nhắn hộ ta đến thôi cửu đẳng, nếu có cơ hội mời đến Lao Sơn Sơn Đông tỉ thí với ta. Câu cuối cùng, hắn hạ giọng rất thấp, chỉ cho Lý Đông Văn nghe thấy. Chúng ta đi ăn nhé, tôi mời. Thấy người xem càng lúc càng đông, Vương Siêu bước tới cầm tay Tào Tinh Tinh kéo đi. Tào Tinh Tinh lúc ấy vẫn đang suy nghĩ tại sao Lý Đông Văn bị ngã, bị lôi đi quả là có chút không cam lòng. Có điều lực kéo của Vương Siêu tuy mềm mại nhưng không thể chống đỡ, chẳng khác gì có người cầm cả hai chân cô nhấc đi vậy. Được rồi được rồi, đừng kéo nữa, bỏ tay mình ra. Tào Tinh Tinh cố sức vùng ra. Vương Siêu thấy nhà thi đấu đã khuất thì mới chịu dừng lại. Mình biết cậu võ công cao cường rồi, nhưng cậu đánh Lý Đông Văn làm gì? Tào Tinh Tinh vừa hất tóc vừa đưa mắt nhìn Vương Siêu, ý tứ rất rõ ràng. Lúc nào cậu cũng lỗ mãi như thế à? Ăn cơm rồi hãy nói, tìm chỗ nào yên tĩnh đi. Mình đến lần này là do giám đốc Tào ủy thác, chỉ thêm cho bạn một chút về kỹ thuật đài quyền đạo. Chúng ta tuy là bạn học cũ, nhưng có nhiều chuyện cũng không tiện nói ra, đừng cố hỏi nữa nhé. Ghê nhỉ? Tào Tinh Tinh hơi bữ môi, ngoài cổng trường ở quán ăn cũng yên tĩnh, vào đó nói chuyện tiếp. Hai người đến quán ăn lấy một phòng riêng. Thật may Tào Tinh Tinh như đã quên hẳn chuyện Lý Đông Văn, cũng không truy vấn gì thêm về chuyện riêng của Vương Siêu nữa. Đòn đá của mình tập vẫn chưa thạo hẳn, sau khi đá lưng và chân đều bị đau, phải rất lâu sau mới khỏi. Cậu nói xem phải làm sao? Còn nữa, chưa vừa nãy cậu ra có phải là tứ lang bạt thiên cân trong Thái cực quyền không? Chỉ cho mình luôn nhá Tứ lăng bạt thiên cân à Sức cậu chưa đủ đâu Chưa thể học được Đừng tưởng tứ lăng bạt thiên cân nghĩa là lấy yếu đánh mạnh Vương siêu lắc đầu Thái cực chủ nhu chứ không chủ nhược Muốn bạt được nghìn cân Thì bản thân cũng phải có sức mạnh nghìn cân Cũng ví như người ta có tiền rồi Thì thích mua sơn hào hải vị Cũng có thể ăn bánh bao Còn không có tiền thì chỉ có thể ăn bánh bao thôi Cậu nói gì vậy Ngày trước đừng có rẻ mỏ thế này Tào Tinh Tinh phá lên cười không chút ngại ngùng. Rõ ràng Vương Siêu bây giờ đã khác xa Vương Siêu của mấy năm trước. Chương 150 Đại Võ Sư Vậy thì thế nào mới được đây? Tào Tinh Tinh buông một câu, cảm thấy miệng khô liền uống một ngụm nước trái cây. Đơn giản thôi mà. Vương Siêu khẽ chỉ tay. Không làm được cũng cứ tỏ ra làm được. Lâu rồi cũng sẽ cảm thấy mình làm được. Hả? Tào Tinh Tinh ngạc nhiên, chút nữa sặc cả nước ra ngoài. Nhưng dường như Vương Siêu đã chuẩn bị, ngay lúc cô đưa tay bụ miệng liền chộp luôn ghế lỡ xoay lại. Nước trong miệng Tào Tinh Tinh bắn hết xuống đất, không vương chút nào ra bàn ăn. Anh bạn này, đúng là đi buôn bán có khác. Nhớ lại khi xưa cậu là người sống nội tâm nhất trong lớp, cả học kỳ chẳng nói được câu nào trọn vẹn. Tào Tinh Tinh cầm giấy ăn lau miệng, trên mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi Vương Siêu xoay ghế cô ra ngoài, vừa hết nước liền xoay ngược lại vào trong động tác nhanh như chớp chưa kịp định thần thì tào tinh tinh đã yên vị tại chỗ cũ được rồi chút nữa thì hỏng hết cả bàn ăn ăn trước đi rồi nói suốt hai ngày đêm không ăn uống vương siêu cũng đã đói mềm hắn gắp miếng thịt gà đưa lên miệng nhai rau ráu rồi nuốt tất cả xuống bụng thân thủ cậu bây giờ nhanh quá nhở có khi mình cầm súng cũng không phải là đối thủ cậu ấy ơ à, cậu ăn cả xương à Tào Tinh Tinh thấy Vương Siêu ăn liền mấy miếng thịt gà nhưng không hề bỏ xương, lại được một fan kinh ngạc. Xương tủy bên trong rất nhiều dinh dưỡng, không ăn thì phí, có bao giờ nghe nói đến nhai xương gặm tủy chưa? Nhưng đừng có bắt trước mình nhé, hỏng hết răng đấy. Vương Siêu bỏ đũa xuống, không nói tiếp chuyện xương tủy mà là nhìn bàn tay Tào Tinh Tinh. Cậu có học qua bắn súng à? Đương nhiên, cha mình là giám đốc công an, bắn súng đâu có gì là khó. Đương nhiên không khó rồi, con ông cháu cha mà, thiên kim đại tiểu thư công chúa của đảng mà. Cậu thì tốt đẹp lắm đấy, buôn gian bán lận, kết cấu gian thương, đi lại với các cấp thành phố mà phát tài, cái gì mình cũng biết đấy. Tào Tinh Tinh không hề chịu kém miếng. Thật ra hôm nay đến mời cậu đi ăn là muốn móc nối với tiểu thư của giám đốc Tào. Nói thật, khi còn đi học mình đã thầm yêu cậu rồi, bây giờ mình thăng quan phát tài, cũng coi như có tiền có thế. Chúng ta có thể coi là môn đăng hộ đối mình có cần tìm bà mối cầu thân với giám đốc Tào không? Vương Siêu vừa nhai vừa nói, giọng tỉnh khô y như thật. Chết điệt thật đấy! Tào tinh tinh cười nhăn nhó. Có tiền rồi muốn làm mưa làm gió, quan tham kiếm bồ nhí hả? À, đúng rồi, sao lại không nhở? Mình bây giờ có tiền có quyền, cậu có cô bạn nào xinh xinh giới thiệu giúp đi? Tiểu thư phù dung được chứ hả? Đến lượt vương siêu chút nữa phì cơm ra ngoài, vội đưa tay ngăn không cho Tào tinh tinh nói tiếp. Thôi được rồi anh bạn, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Tào Tinh Tinh gõ gõ đũa xuống bàn. Lần đó bị kẻ xấu gây chuyện, may mà cậu đã cứu mình. Cũng từ lúc ấy mình đã quyết tâm học đài quyền đạo, luyện tập suốt mấy năm, nhưng đến nay vẫn chưa được như ý. Mình muốn cậu chỉ bảo thêm cho mình. Cậu thấy đấy, mình đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vương Siêu đưa mắt nhìn một lượt Tào Tinh Tinh, phát hiện cơ bắp và gân cốt của cô rất săn chắc, hơn người thường khá nhiều. Nhà họ Tào đã đắc tội với không ít người, Tào Tinh Tinh không biết chút võ công, đúng là cũng không được. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tào Tinh Tinh bắt đầu học thuật phòng thân, lên đại học lại tham gia lớp đài quyền đạo. Mỗi ngày cô đều dành thời gian tập đá, đứng tấn, soạc thẳng, chạy đeo bao cát, đấm bao cát, chặt tấm gỗ, hết sức công phu khổ cực. Liên tục 3 năm, thân thủ Tào Tinh Tinh đã vô cùng linh hoạt, hạng lưu manh đầu đường xó chợ khẳng định đều không phải là đối thủ. Có lần cùng một bạn nữ dạo phố gặp hai tên cướp giật, Tào Tinh Tinh ngay tại chỗ đá một tên đập đầu xuống đất tên kia còn thảm hơn, bị gãy cổ. Sự việc này vẫn được nhắc đi nhắc lại ở trường. Tao Tiểu Thư vì vậy càng thêm nổi tiếng. Được thôi. Vương Siêu vẫn cắp hết món này đến món khác. Ăn xong hãy tìm một chỗ yên tĩnh, không đến nhà thi đấu nữa. Bài tập của mình không nói cho người ngoài được. Hai người ăn xong liền đến Di Hòa Viên, cách đại học Bắc Kinh không xa. Hiện giờ đang là tháng 10, sáng tối có hơi lạnh, nhưng buổi trưa mặt trời vẫn chiếu gay gắt. Đi bộ một chút là mồ hôi ướt đẫm lưng. Tuy vậy vào đến di hỏa viên, quang cảnh dâm mát, cây cỏ xanh tươi, không khí hết sức mát mẻ dễ chịu. Chẳng trách hoàng đế ngày xưa đã cất công xây cái vườn này. Vương Siêu cùng Tào Tinh Tinh hướng về phía sau một bụi cây lớn. "Mình thử đá lại một cước đó cho cậu xem nhé." Vương Siêu nhìn Tào Tinh Tinh đã chuẩn bị xong gật đầu. "Ừ, thử xem." Tào Tinh Tinh xoay người co chân, giữ thẳng lưng, nhảy lên đá mạnh ra đòn cước vẽ trong không một quỹ đạo tuyệt đẹp vương siêu chỉ im lặng đứng nhìn đoạn giơ một tay thủ thế như đầu rắn án trước ngực tay kia đặt sau lưng chân trước chân sau tạo thành tư thế rắn rình mồi đứng yên bất động tào tinh tinh chờ mấy phút vẫn không thấy hắn nhúc nhích bèn mở miệng toan hỏi đúng lúc ấy vương siêu thu thế đứng thẳng lên rồi mới nói nhìn rõ rồi chứ cậu cứ tập đứng tư thế này là được rồi cứ đứng yên như vậy à đúng để làm gì? Tào Tinh Tinh ngây người, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Sức lực cậu đã có, nhưng cơ thể rất rời rạc, cơ xương chưa có sự liên kết chặt chẽ, vì thế nên khi tung cước, bất kể nhảy lên thế nào gân cốt cũng bị vặn đau. Vương Siêu trả lời. Hắn làm tư thế chuẩn bị như vừa rồi, đoạn từ từ uốn mình, chuyển động cơ thể, cơ gân, tạo lực từ bàn chân đến cẳng chân, tới lưng, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Hãy làm lại như mình, làm thật chậm cảm nhận thật kỹ quá trình tạo lực rồi phân tích từng bước một. Vương siêu giảng giải. Đầu tiên, chuyển động gân cơ bàn chân rồi đến cẳng chân, khớp gối, đùi, lưng. Chỉ được vận động cơ gân, không được lay động thân mình. Hãy dùng ý nghĩ điều khiển sự vận động. Động tác nhẹ nhàng nhưng phải thật nhuần nhuyễn, luôn luôn theo thứ tự từ chân đến lưng. Làm đi làm lại như vậy, cơ gân sẽ dần dần cứng cáp, đàn hồi, tung cước không bị vạn đau cơ thể. Được, Tào Tinh Tinh chăm chú nghe rồi bắt đầu tỉ mỉ luyện tập, từ chân chậm chậm đến lưng. Không được. Vương Siêu chật lắc đầu. Chuyển động cơ gân chưa đủ, cần phải luyện cả cảm giác. Nếu không công lực sẽ không thể tăng tiến. Bây giờ hãy tập trung thần khí suy nghĩ, tâm ý luôn luôn đi theo sự vận động của gân cốt. Thế nào gọi là tập trung thần khí và suy nghĩ? Tào Tinh Tinh hỏi. Cái này... Có hình dung được cảm giác khi người khác kề dao sắc vào da mình không? Ừ, tốt lắm. Bây giờ cậu hãy nhẹ nhàng vận động bàn chân chẳng hạn. Hình dung có người đang cầm một con dao sắc kề vào chân. Khi nào cảm nhận được lưỡi dao, nghĩa là thần và ý đã vươn đến chỗ đó. Cứ thế từng bộ phận qua thời gian tích góp dần lên, không được coi nhẹ bất cứ giai đoạn nào. Hàng ngày tập đứng im 2 tiếng, sau một năm đảm bảo công lực sẽ tiến bộ lớn, trở thành cao thủ đại quyền đạo. Những lời vừa rồi của Vương Siêu là tinh lược của bí pháp luyện công chính tông, luyện cách đứng tấn, vận động cơ chân và cơ lưng, hắn không dạy cho tào tinh tinh tam thể thức bởi mặc dù là tinh hoa của quyền thuật nhưng tam thể thức cũng là khó nhất có điều nguyên lý cốt lõi trong đó vương siêu đã nói rõ cả rồi về phần lĩnh hội được hay không thì còn phải xem công phu luyện tập của tào tinh tinh nữa chỉ muốn chút thế không còn gì nữa à tào tinh tinh thắc mắc chỉ có vậy thôi cậu tưởng nhiều lắm sao vương siêu nhếch mép cười chẳng phải còn tọa công rồi vận khí luyện gân cốt huyệt đạo đấy chứ Ôi, mấy thứ đó còn xa lắm Phải luyện công đến cực cao Đến mức từng nơi máu thịt đều nắm vững Thì mới luyện được gân cốt huyệt đạo Võ công phải tập theo từng bậc Thì mới có thể cảm nhận được Mới bắt đầu mà đã nói đến tọa công vận khí là sai lầm lớn đấy Cậu tưởng võ công là thứ gì thần bí lắm hả Bạch cư dị viết thơ Phải đọc cho bà vợ không biết chữ nghe hiểu được Thì mới coi là thơ hay Võ công cũng thế thôi Chẳng lẽ như vậy Đào tinh tinh chớp chớp mắt trong trường cũng có vài người luyện khí công, múa may hàng ngày mà đâu có tác dụng gì. Mình dùng một chân cũng đã bay cả chục. Vương siêu vuốt mũi, cười nhẹ. Thực ra thái cực quyền là bổ sung rất tốt cho đài quyền đạo. Thái cực quyền động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi, trong khi đài quyền đạo thì lại rung lắc, bật nhảy, quay người, giống như tập aerobic ấy. Thì triển những động tác như thế rất dễ bị vạn đau, do vậy cần những động tác nhẹ nhàng tĩnh tại để điều dưỡng, kết hợp xoa bóp thì mới tránh khỏi tàn phế về cơ bản cậu đã có căn cơ tập đúng cách nữa là sẽ ổn nhưng có điều này mình phải nói đòn cước đài quyền đạo chỉ là để luyện tập và biểu diễn không phải là phương pháp ra đòn lúc thực chiến dùng đài quyền đạo đánh người tất nhiên thắng được người bình thường nhưng chẳng may mà gặp cao thủ là sẽ nguy ngay cậu đá lại mà xem từ khi nhấc chân đến lúc tung được cước ít nhất phải mất 2 giây hai giây đó đủ để cho một cao thủ đánh chết cậu vài lần rồi tao tinh tinh hết mũi vậy cậu dạy mình cách ra đòn đúng kiểu được không không được không cẩn thận có thể làm chết người nếu vẫn muốn học đợi đến khi cậu khá hơn rồi tính vương siêu vội chối tử thế nào mới gọi là khá hơn tao tinh tinh lại hỏi vương siêu thản nhiên đã nhìn mấy người vô địch thế vận hội chưa các động tác nhào lộn xoay người bật cao đều rất khá vô cùng linh hoạt như bọn họ là gần khá rồi đấy hả lẽ nào mấy người đó cũng là cao thủ võ lâm theo mình biết họ có tập luyện kiểu đứng yên xoay chân của cậu đâu Tào Tinh Tinh gặng hỏi. Họ không phải là cao thủ võ lâm vì không hiểu cách ra đòn, nhưng công phu lại tiềm ẩn sẵn trên người. Đưa mình một vận động viên vô địch thế vận hội, đảm bảo chỉ cần 3 tháng, mình sẽ bồi dưỡng thành cao thủ võ lâm. Người giàu chẳng lẽ lại không biết tiêu tiền, cậu hiểu chứ? Vương Siêu nói đoạn, gật gật đầu. Nói họ không tập như mình, vừa bảo cậu ấy hả? Rất đơn giản thôi, nếu cậu cũng có một chuyên gia xoa bóp như họ thì không đứng tấn cũng được. Có điều mình nói cho cậu biết, cao thủ xoa bóp còn hiếm hơn cao thủ võ lâm, thậm chí xoa bóp ngoài rồi mà không biết cách xoa bóp trong thì chỉ gây hại thêm. Tao Tinh Tinh nhăn mặt, vẫn cảm thấy cách của cậu quá đơn giản, không giống như mình nghĩ chút nào. Vương Siêu đưa mắt nhìn rừng cây xa xa tử tốn. Muốn phức tạp thì khó gì, dùng cái đơn giản để giải đạo lý cao thâm mới là đại võ sư. Dạy cậu đúng mà cậu nghe không hiểu, chính là vì cậu không có cơ bản thôi. Nói như vậy cậu là đại võ sư? Tào Tinh Tinh hỏi ngay. Vương Siêu không trả lời mà chợt nói to, hướng tới một thân cây cách hơn 20 mét. Bằng hữu, đã nghe lâu như thế sao còn không ra gặp mặt đi? Chà! Tiếng cảm thán vọng ra từ sau thân cây, rồi một người xuất hiện. Chương 151 Đại Võ Sư Phần 2 Anh bạn, Đúng là đi từ cái lớn đến cái nhỏ Người đi ra từ sau gốc cây nở nụ cười sảng khoái Không ngờ ở đây lại gặp được một tay luyện võ nắm vững nguyên lý nội gia như vậy Anh bạn trẻ, lý giải của cậu đối với trang công rất rõ ràng Cả người bình thường nghe cũng hiểu được Có điều đại tôn sư, danh hiệu này không dùng bừa được đâu Nếu là trước đây thì gây to rồi Người tìm cậu tỉ thí khéo phải nhiều đến dẫm nát bậc cửa đấy Anh bạn trẻ, Khí thịnh cũng không nên bốc như vậy. Thấp giọng một chút, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Người đi ra sau thân cây thâm rong nó một chàng. Ngữ điệu nội dung tràn đầy vẻ trưởng bối. Vương siêu khẽ cau mày, hơi thu mình quan sát. Người này khoảng từ trung niên đến cao tuổi, mình mặc áo lụa đen, chân mang giày vải, mũi nhọn kiểu thịnh hành ở phương Bắc xưa kia. Gương mặt ông ta đầy đặn, nước da hồng hào, bóng láng như màu nấm linh chi, không có lấy một nếp nhăn đôi mắt sáng như sao, lấp lánh thần sắc, mái tóc hoa dâm, tròm dâu ba tấc trải ngay ngắn, thân hình khoảng 1m7, không cao không thấp, rắn giỏi nhưng không có cái thế khiến cho người khác phải e rẻ. Phong thái toát lên vẻ ung dung của những đại nho thời trước, cũng kèm theo chút thoát tục của đạo gia. Chắc chắn là cao thủ. Vừa nhìn thấy người này, Vương Siêu đã cảm thấy một khí chất phảng phất những đại sư thời dân quốc còn có ảnh lưu lại như Thượng Vân Tường, Tôn Lộc Đường, Lý Tổn Nghĩa. Vừa rồi chỉ cảm thấy tiếng gió thổi cỏ lay, hóa ra lại là người xem lén ta chỉ dạy. Bắc Kinh đúng là nơi ngọa hổ tàng long, vào di hòa viên cũng gặp cao thủ, chẳng lẽ là mãnh long xảo hợp địa đâu xa. Vương Siêu vừa dạy trang công cho Tảo Tinh Tinh, lúc đầu cứ ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có ai đó đang nhìn nhưng lại không thể xác định được. Mãi đến khi cảm nhận thật chi tiết, hắn mới chắc chắn có người nhìn lén. Bà lập tức lên tiếng hỏi. Võ Công Vương Siêu đã bước vào nhập hóa, khí quán thông toàn thân, từng lỗ chân lông đều vô cùng mẫn cảm, cho dù đang ngủ, chỉ cần một ánh mắt tà tâm cũng sẽ tỉnh giấc tấn công, khoảng cách mười mấy mét nháy mắt có thể lấy mạng người. Báo săn linh dương, tốc độ chớp mắt có thể đạt đến 30 mét một giây, các nhà vô địch thế giới về chạy 100 mét, lúc thi đấu cũng có thể đạt đến hơn 10 mét một giây. Xem ra, ông cũng biết thế nào là phép tắc võ lâm. Thời trước khi đại sư truyền công, kẻ lén xem trộm nếu phát hiện sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể. Ông đã xem trộm lại còn ung dung lên giọng, có vẻ muốn khiêu chiến hả? Vương Siêu biết đối phương là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng không hề tỏ ra yếu thế, giọng thoát trầm xuống lạnh lẽo. Thân hình hắn không cử động nhưng cả Tào Tinh Tinh cũng cảm thấy, dường như Vương Siêu đang muốn bóp chết đối phương. Lời hắn nói không sai, xã hội cũ khi cao thủ truyền công, tối kỵ bị người khác học lén. Một là sợ đối phương nắm được bí mật chân truyền, hai là bị nhìn lén, nếu không trừng phạt, thanh danh sẽ tổn thất nặng nề. Quy củ võ lâm trong xã hội cũ, nếu nhìn lén ta luyện công hay dạy đệ tử mà bị phát hiện, người chỉ có ba con đường. Một là ta phế bỏ ngươi, hai là bái ta làm thầy, như Dương Lộ Thiền núp dưới cống nhà họ Trần học lén, bị lôi ra phải bái ông ta làm thầy. Ba là ngươi phải đánh bại ta. Một bậc thầy từng ví von thế này, luyện công truyền công cũng giống như nữ nhân tắm kẻ nào nhìn lén bị phát hiện thì hoặc là kẻ nhìn lén bị đánh chết hoặc là hai người kết hôn hoặc là dứt khoát kẻ nhìn lén sẽ cưỡng hiếp nữ nhân đó nhìn lén bị tóm mà còn được yên lành ra đi nếu tin truyền ra thì nữ nhân bị nhìn chỉ còn con đường tự sát lão nhân này đã nhìn lén vương siêu dạy võ sau khi bị phát giác lại còn lên giọng tiền bối thực ra giọng điệu ông ta có ý chỉ dẫn lời lẽ cũng không mang ác ý Rõ ràng là một bậc tiền bối đại sư tò mò rồi cao hứng, muốn chỉ dẫn cho lớp trẻ một chút. Lời ông ta nói không sai. Trong xã hội cũ, nếu vương siêu tự xưng mình là đại sư, người muốn tỉ võ với hắn chắc phải dẫm nát cả bậc cửa, hết sức bất lợi. Người trẻ tuổi cho dù công lực cao thâm, nếu quá kiêu căng sẽ rất có thể chỉ một bước là thân bại danh liệt. Có điều, vương siêu hiển nhiên vẫn còn trẻ, nhưng không phải là một người trẻ tuổi bình thường. từ cách hắn bây giờ là quán trưởng nội gia quyền quán Lão Sơn, có thể xem như một tôn sư lập phái, dù là phương trượng thiếu lâm cũng có thể ngồi ngang hàng. Một tôn sư sáng lập môn phái sao có thể để người ta tùy tiện giáo huấn như vậy? Cho dù giáo huấn vị tốt cũng không được. Trưởng môn vĩnh viễn phải có uy nghiêm của trưởng môn. Cho nên ác ý mà Vương Siêu lộ ra bây giờ là điều hoàn toàn bình thường. Có lẽ người kia là một nhân vật rất có tên tuổi, nhưng trong hoàn cảnh này điều đó không thể thay đổi được gì. Nếu Vương Siêu nhún nhường cho qua, không lâu sau giới võ thuật Bắc Kinh sẽ chuyển tay nhau. Thằng cha quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn vừa mấy hôm trước còn đánh bại gần hết cao thủ Bắc Kinh, nhưng trước đại sư nào đó một ngón tay cũng không dám động, ngược lại còn bị khí độ của ông ta khuất phục, được một bài học nhớ đời, vân vân và vân vân. Những tin tức loại này nếu lan đi, đối với một võ sư là điều không thể cho phép. E rằng sau này Vương Siêu có muốn thành thiên hạ vô địch cũng không được. Nếu chỉ là một người luyện võ bình thường, gặp được cao thủ cỡ này chắc chắn hắn sẽ nhún mình để học thêm võ công. Nhưng với tư cách một tôn sư sáng lập môn phái, giờ đây muốn khiêm tốn cũng không thể khiêm tốn được nữa rồi. Một khi hạ mình, chắc chắn sẽ lan truyền những lời bóng gió. Có lẽ đối phương chỉ là tình cờ thấy một thanh niên giả võ công, mến tài có lòng chỉ dẫn thêm, nhưng tình huống này không đánh cũng không được. Đây chính là sự bó buộc sau khi nổi danh, cũng có thể nói là trách nhiệm với danh tiếng của mình. "Chà, anh bạn trẻ thật nóng nảy. Tôi thấy cậu võ công không tồi, khí thế cũng tạm được, chỉ cần chế ngự bớt ngạo khí, một thời gian nữa nhất định thành công lớn." Lão nhân vẫn mỉm cười thong thả đi tới, dừng lại cách bốn năm bước nhìn hắn một cách thích thú. Ánh mắt ông ta đúng là kiểu tiền bối nhìn hậu bối, lời lẽ cũng như nhắc nhở lớp con cháu, trước sau không một chút ác cảm. "Ông là ai?" Giọng Vương Siêu không chút khách sáo hiểu biết trang pháp có lẽ đã luyện qua hình ý sư phụ ông là ai lão nhân mỉm cười không trả lời ngữ khí vẫn hỏa hoãn ta cũng là một người luyện võ đi qua đây thấy hai người tập quyền rất hay nên đứng lại xem một chút tuy chỉ là vô ý nhưng có thể phát hiện ra ta chứng tỏ võ công cậu khá lắm nhìn hai người chắc là sinh viên đại học bắc kinh phải không nói rồi nhẹ nhàng lắp cổ tay cậu ở môn phái hình ý nào Nói đi, không chừng ta biết cả sư phụ cậu đấy. Có lẽ ông không nhận ra vương siêu tôi nên mới xem tôi là vãn bối cần giáo huấn. Lời nói lạnh lùng rít qua kẽ giang vương siêu. Quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn, tuy không bằng thiếu lầm võ đang nhưng cũng là võ sư khai môn lập phái. Ông là người ở đâu xem lén tôi dạy võ còn không biết thẹn lên dặm dạy dỗ. Cho dù võ công của ông cao cường cũng phải biết quy củ võ lâm chứ. Hôm nay tôi đã cưỡi lên lưng cọp khó xuống, chắc chắn ông hiểu rõ đạo lý này. Thành danh tôi không thể mất, ông phải để lại một số thứ ở đây. Nếu không từ mai, tôi sẽ không thể nhìn mặt ai. Ông có ba cách, hoặc nhận sai, hoặc bái tôi làm thầy, hoặc đánh bại tôi. Ngoài ra, không còn chọn lựa nào khác. Nói rồi Vương Siêu lập tức khởi động, hít sâu một hơi, gần cốt toàn thân nổi cuồn cuộn phát ra tiếng động. Không phải là những tiếng răng rác bình thường, mà lẫn cả tiếng gió nhu động trong nội tạng, âm u như tiếng sấm trên không. Cái gì? Anh là quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn, hai ngày trước một trọi tám ở trường võ ý quyền đó sao? Thật không ngờ, không ngờ, còn trẻ như vậy. Nghe mấy lời của Vương Siêu, nhất là xem khí thế hắn phát ra, nụ cười trên mặt người lão nhân nhất thời ngưng đọng, hai mày nhíu chặt. Lão già ta hoa mắt rồi, thấy mấy người trẻ luyện công căn cốt khá quá nên sinh lòng thích thú, không ngờ lại rước lấy phiền toái. Thật không thể tưởng tượng được, anh đúng là bậc khai môn lập phái, vừa nãy là ta đã mạo phạm. Nếp mặt lão nhân có chút ngượng ngự. Dây lát bình thường lại, ông ta thở nhẹ một hơi. Ta là tôn thức thái cực đệ tử Chu Bính Lâm. Nghe nói anh là đệ nhất cao thủ trong 200 vạn quân giải phóng, vừa đánh chết đệ nhất cao thủ tục gia thiếu lâm, lại một trọi tám quét sạch thành Bắc Kinh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường, cả mắt già của ta quả đã nhìn nhầm rồi. Ba điều kiện của anh ta không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng, sự tình đã đến nước này thì lại đây Để lão già ta xem quán trưởng nội gia quyền quán lao sơn lợi hại thế nào Ba điều kiện vương siêu đề ra Chu Bính Lâm rõ ràng không thể đáp ứng Giờ thì nói gì cũng vô dụng Chỉ có thể dùng trưởng cước phân cao thấp Vương siêu còn trẻ Chu Bính Lâm đã già Nhưng đã là thanh danh thì không phân già trẻ Tuy chỉ gặp nhau chưa tới 10 phút Nhưng cuộc tỷ võ xem ra đã không thể tránh được Hơn nữa, lại chắc chắn phải phân thắng thua mới có thể kết thúc. Tào Tinh Tinh đương nhiên không hiểu quy củ bất thành văn của võ lâm và trách nhiệm tôn nghiêm đối với danh dự, chỉ thấy Vương Siêu dường như rất không tôn kính người cao tuổi. Một bậc thầy sáng lập môn phái, bị người ta giáo huấn ngay trước mặt mà không dám làm gì, đi này truyền đi thì không ổn rồi. Tiểu cô nương nên tránh xa một chút, có một số chuyện cô không hiểu đâu. Chu Bính Lâm xua tay ra hiệu cho Tào Tinh Tinh. Để tôi xem phúc toàn công có bao nhiêu phần lượng, chớ nói tôi cậy trẻ ăn hiếp người tuổi cao sức yếu, Chuyện hôm nay đều là do ông gây nên Vương quán trưởng Ra tay đi Chớ thấy ta hơn 50 mà coi thường Thể lực ta vẫn đang ở đỉnh cao Anh đánh bại ta Ta không có gì bảo chữa hết Thực ra mới nhìn Chu Bính Lâm là Vương Siêu đã biết Lão nhân này không vì tuổi tác mà suy giảm thể lực Cuộc sống hàng ngày của ông ta chắc chắn rất nhàn hạ thoải mái Thanh tịnh và có quy củ Như những đại sĩ phu Một ngày ba lần tự phán xét bản thân thời xưa Đạo gia có dưỡng sinh Nho gia cũng có dưỡng sinh Dưỡng sinh trong nho gia chủ về tu dưỡng bản thân, ăn uống thành đạm, tích phúc, đọc sách dưỡng khí. Các phương diện ăn, mặc, đi, ở đều không ngừng duy trì mực thước, sinh hoạt hàng ngày luôn luôn giữ quy luật. Người tuân thủ thuật dưỡng sinh của nho gia tuy không thể đánh đấm nhưng có thể sống rất lâu. Thời cổ đại, có lão nhân hơn trăm tuổi vẫn tham gia khoa cử khảo thí. Chu Bính Lâm có khí chất ung dung của sĩ đại phu thời cổ, Rõ ràng là học theo đạo lý dưỡng sinh nho ra mấy chục năm đều như một ngày. Vì vậy mà tuổi đã hơn 50 nhưng thể lực vẫn đang ở đỉnh cao. Thể lực giữ vững, kinh nghiệm lại sâu dày, khả năng chiến đấu càng nâng cao, hết sức khó đối phó. Trưởng môn các võ phái kiểu như Vương Siêu, võ công tuy cao nhưng do địa vị mà không tránh khỏi nhiều cuộc thù tiếp, không thực hiện được quy tắc mấy chục năm như một ngày, sức khỏe tự nhiên sẽ suy giảm theo thời gian. Tôn thức thái cực vốn bao hàm nhiều đạo lý của nho gia như khi tôn môn giải thích cảnh giới cao nhất của võ học đã dùng một câu chăm trung dung trí thành chi đạo khả dĩ tiền chi thành tâm ngộ đạo có thể biết trước mọi thứ trong võ học bốn loại dưỡng luyện diễn chiến dưỡng xếp thứ nhất dưỡng không đến nơi ba thứ còn lại luyện tập đến đâu cũng vô ích chu bính lâm cái tên này vương siêu chưa từng nghe nhưng xem ra lúc trẻ ông ta rất có danh tiếng tuy chưa nghe tên chu bính lâm cũng chỉ tình cờ gặp trong di hỏa viên, nhưng trong lòng Vương Siêu không dám có chút xem thường, ngược lại, hắn còn dốc hết tâm trí, tập trung hơn tất cả các cuộc tỉ võ từ trước đến nay. Lão nhân ngẫu nhiên chạm mặt này, bà lĩnh chắc chắn cao hơn bất cứ đối thủ nào hắn đã gặp trong đời. Có lẽ, chỉ lý lão gia khi còn trẻ mới có thể bằng vai với ông ta.